trung học phổ thông. Em đã được các thầy cô giáo cấp 3, gia đình định hướng rất nhiều nghề nghiệp về nghề nghiệp sau này. Bản thân em rất thích ngành công nghệ thông tin và cũng đã tìm hiểu lựa chọn công nghệ thông tin, bởi đây là ngành mà bất cứ ngành nghề nào cũng cần đến nó. Hay nói cách khác là nó là ngành mà không bị lỗi thời, mất xu thế. Qua tham khảo một số anh chị, em đã thấy mình phù hợp được với môi trường đào tạo tại đây. Chương trình được cập nhật công nghệ mới nhất, đào tạo mang tính ứng dụng cao. Chúng em sẽ được học và chuyên ngành ngay trong kỳ học đầu tiên, thay vì mất 2 năm để học đại cương. Thời gian được rút ngắn, em có thể đi làm ngay trong kỳ học đầu tiên nếu có ý thức học tập tốt. Phương pháp đào tạo khá là đặc biệt, lấy người học làm trung tâm. Các thầy cô giáo hướng dẫn học cách thức thực hành, nghiên cứu, giúp học viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Ở đây em biết có sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp bên ngoài để giúp chúng em có sự tiếp xúc và thực hành tốt xong cho sau này hơn. Và hôm nay trong buổi lễ này em rất vui vì có sự hiện diện của các doanh nghiệp, các anh chị cựu học viên, bởi đó là những hình ảnh thực tế để em quyết tâm hơn nữa trong việc học tập, sẵn sàng cho một tương lai phía trước. Và em cũng rất vui khi vào học tại trường lại được tham dự lễ kỷ niệm 16 năm thành lập trường. Và cuối cùng em xin kính chúc thầy cô, quý vị đại biểu những lời chúc tốt đẹp, chúc nhà trường luôn luôn phát triển và những có thế hệ học sinh thành công hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn.